Zinda. Chơi cái đầu robot hai mắt tròn tròn. Điểm hai đường của Tường Vi. Kim chỉ đẹp 135 bóng tốt, điểm 3-2 cho cầu khởi. Cái bóng thành công, điểm 3 đều. Mày quýnh giải à? Tôi vỗ tay 3 cái. Đánh bóng tốt, điểm 4-3. Đánh bóng ngoài, điểm 4 đều cho Tường Vi. Đánh bóng tốt, điểm 5-4 cho cầu khởi. Ừ, gái nhá, tôi muốn làm luôn nào bơi. Đánh bóng tốt, điểm 6-4 cho cầu khởi. Bóng không thành công, 5-6 cho Tường Vi. Bóng chạm lưới, điểm 7-5 cho cầu khởi. Đánh bóng không thành công, điểm 8-5 cho cầu khởi. Đánh bóng tốt, điểm 6-8 cho Tường Vi. Tốt, điểm 9-6 cho cầu khởi. Đánh bóng không thành công, điểm 0-6 cho cầu khởi. 0-6. Có sao không? Nhập. Yep.
Chắn bóng thành công, điểm 1-6 cho cầu. Quả bóng không thành công, điểm 7-1 cho Tường Duy. Đánh bóng tốt, điểm 2-7 với cầu Khởi. Tốt, điểm 8-2 cho cầu Khởi, ôi cho Tường Duy. Tốt, điểm 9-3 cho cầu Khởi. Đánh bóng tốt, điểm 0-3 cho Tường Duy. Tường Duy cố lên. Nãy người ta thả cha. Điểm 4-0 cho cầu Khởi. Ha sao mà cố luôn. Nè tính tay. Sao mày mà đi hát hả? Ê. Giày xuống quá nè. Biết. Tiếp tôi điên. Giờ quýnh nổi. Rồi. Kết thúc set đấu. Cầu Khởi dẫn nha, tỷ số 15-10. Gì á, con quýnh set nữa, vô lịch vậy. Vô lịch rồi.